Vũ Thu Phương đưa con riêng của chồng sang Anh du học. Vợ chồng siêu mẫu Vũ Thu Phương cùng ba con gái nhỏ đưa chị cả Kim Ngọc sang Anh du học từ cuối tháng 6. Tối ngày 28 tháng 6, giờ Hà Nội, Vũ Thu Phương cho biết gia đình cô sang Anh từ 4 ngày trước, đưa con gái lớn Kim Ngọc nhập học ngành mỹ thuật của trường Đại học Nghệ thuật London. Siêu mẫu 38 tuổi nói con gái gặp vấn đề về visa, lần đầu đi học xa nhà nên dù công việc bận rộn, vợ chồng cô vẫn cố gắng dành thời gian đồng hành cùng con. Ngày đầu nhập học, 10 giờ 30 phút sáng trường mới đón sinh viên nhưng từ 8 giờ, vợ chồng Vũ Thu Phương đã đưa con đến lớp để xử lý vấn đề trễ visa. Vợ chồng tôi ban đầu hồi hộp, không biết có sự cố gì xảy ra hay không. Nhưng khi thấy con gái cầm thẻ sinh viên trên tay, cảm giác trong tôi rất đã. Tôi từng ước mơ được đi du học nhưng không thể. Giờ con gái hiện thực hóa ước mơ thay mình, tôi và chồng sẽ cố gắng vun đắp cho con, cô nói với ngôi sao. Vũ Thu Phương cho biết từ nhỏ Kim Ngọc đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật nên vợ chồng cô định hướng cho con theo học ngành này. Cô gái cô dự kiến sẽ học đại học trong 3 năm, sau đó tiếp tục theo đuổi chương trình cao học. Theo siêu mẫu, học nghệ thuật có nhiều lựa chọn nhưng để phù hợp với tính cách cũng như những giá trị mà con theo đuổi, cô tìm môi trường mới phù hợp với con. Sau 2 ngày đi học và làm quen với những người bạn mới, tôi nhìn thấy sự hạnh phúc ánh lên trong ánh mắt của con. Kim Ngọc cũng tâm sự rằng con rất sướng, được gại đúng chỗ ngứa và liên tục cảm ơn bố mẹ đã định hướng đúng, giúp con được học những điều bản thân tâm đắc. Vũ Thu Phương cho biết, cựu siêu mẫu nói cô chăm sóc Kim Ngọc từ nhỏ, mớm từng thìa cơm cho con ăn thời điểm mới kết hôn cùng ông xã. Do đó, con gái tới tuổi trưởng thành vẫn luôn gần gũi, thường xuyên tâm sự với mẹ chuyện học hành, tình cảm. Khi Kim Ngọc có những rung động đầu đời, con cũng tâm sự với cô trước khi kể cho bố nghe. Là chị lớn trong nhà, Ngọc có trách nhiệm với gia đình, giúp mẹ chăm sóc các em, quản xuyến việc nhà. 13 năm rèn giũa, Vũ Thu Phương tin con riêng của chồng sẽ chiến thắng sự cô đơn, nỗi nhớ nhà để tự lập, học tập tốt. 3 tháng đầu, con sẽ sống trong ký túc xá cùng các bạn. Tôi tin vào sự trưởng thành, vững chãi, khả năng tự xoay sở của con. Cả gia đình tôi sẽ ở lại Anh trong 1 tuần trước khi trở về Việt Nam vào ngày 2 tháng 7, chăm con 13 năm, dù chưa về nước, tôi đã thấy quyến luyến. Tôi nghĩ tháng đầu tiên trở về sẽ rất dã man với cả gia đình vì mọi người đều nhớ con, cô nói. Vũ Thu Phương kết hôn năm 2011 với doanh nhân Trần Thanh Hải, hơn cô 9 tuổi. Ông xã của cô có 2 con gái riêng là Kim Ngọc và Bảo Ngọc. Sau thời gian gắn bó, cặp vợ chồng có thêm 2 cô công chúa. Năm 2019, cựu siêu mẫu cho biết chính cô chủ động đề nghị đưa 2 con riêng của chồng về sống chung. Từ đó, gia đình cô trở nên đông vui, tràn ngập tiếng cười. Cựu siêu mẫu quê Nam Định cho biết 2 con riêng của chồng rất quý mến và thương cô. Ngược lại, cô cũng dành tình thương cho 2 bé như con đẻ. Cô nói mình hạnh phúc khi 4 con yêu thương, gắn kết và quấn quýt nhau. Với cô, các con là 4 viên ngọc quý của mình và chồng. Người đẹp nói cô từng là đứa trẻ có bố mẹ ly hôn nên rất hiểu tâm lý 2 con gái lớn. Cô luôn dành tình thương đặc biệt cho các con riêng của chồng. Người đẹp cho biết đôi lúc cũng chạnh lòng vì mang tiếng mẹ kế, phải nghiêm khắc với các con. Nhưng kết quả nhận được khiến cô yên lòng. Đôi khi tôi cũng chạnh lòng khi cứ phải đóng vai ác trong nhà, nghiêm khắc uốn nắn các con nhưng chỉ cần nhìn vào sự trưởng thành, khôn lớn, ngoan ngoãn, hiếu thảo. Chăm học của các con là tôi lại yên lòng tiếp tục nhiệm vụ. Tôi luôn tự nhủ bản thân rằng mấy đời bánh đúc có xương đã làm mẹ kế nên thương con chồng, cô nói. Vũ Thu Phương sinh năm 1985, quê Nam Định. Cô nổi tiếng làm catwalk cùng thời các chân dài như Bảo Hòa, Võ Hoàng Yến, Ngọc Quyên. Ngoài làm mẫu, cô từng đóng các phim, chuyện tình công ty quảng cáo, Cô Nàng Bất Đắc Dĩ, Hoàng Tử Ăn Mày, Khát Vọng Thượng Lưu. Thời gian qua, Vũ Thu Phương bận rộn. Cô chấm thi hoa hậu và người mẫu, trình diễn thời trang, kinh doanh ẩm thực. Gần đây, cô gây chú ý khi trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam.